tạm giam ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh, trưởng ban Kinh tế Trung ương, liên quan sai phạm tại Bộ Công Thương. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963. Ngay sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng. Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp trường mỏ MGRI tại Moscow, Nga. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành công thương, trước khi được điều động và bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương vào tháng 8 năm 2010. Ông là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 9 năm 2012, ông chuyển sang làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam và giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn này. Tháng 1 năm 2015, ông Vượng lại có quyết định thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN để giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Tháng 11 năm 2020, khi đang là Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam BVN. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Trần Tuấn Anh, trưởng ban Kinh tế Trung ương liên quan sai phạm tại Bộ Công Thương trước đó tại kỳ họp thứ 34 diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 12 ủy ban kiểm tra trung ương đã công bố kết luận những vi phạm của ban cán sự đảng bộ công thương tổ chức đảng đảng viên các vi phạm xảy ra trong công tác tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời điện gió thực hiện quy hoạch điện bảy điều chỉnh tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh điều hành nguồn cung ứng giấy phép kinh doanh xăng dầu quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá lập thẩm định phê duyệt tổ chức đấu thầu thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic thực hiện nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các cục, vụ liên quan và nhiều lãnh đạo khác. Trong số các lãnh đạo vi phạm có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đỗ Thắng Hải, ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Đó vào tháng 9 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp lần thứ bảy đã kết luận Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021. Trần Tuấn Anh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong tham mưu thực hiện bổ sung quy hoạch phát triển quản lý điện, nhất là các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện, cơ chế chính sách về giá điện, giá xăng dầu. Nóng, hàng trăm thạc sĩ kỹ sư bất ngờ gọi nhập ngũ từ tháng 1 năm 2024 sẽ áp dụng luật nghĩa vụ mới, người đồng tính cũng phải tòng quân xuất trận, hàng loạt điều kiện buộc dân phải nhớ kỹ thưa quý vị những tưởng người có địa vị đã lên tới hàm cao lẫn công việc ổn định thì sẽ thoát khỏi nghĩa vụ quân sự thế nhưng mới đây các địa phương đã gọi tất cả các kỹ sư cán bộ về khám sức khỏe hàng trăm thắc mắc được đưa ra nếu họ đi thì công việc sẽ thế nào đãi ngộ ra sao và sau khi xuất ngũ có bị mất tất cả không thậm chí còn có quy định người đồng tính người cận lẫn người có hình xăm cùng những đãi ngộ mới gây ngỡ ngàng liệu đây có phải là những bước đột phá trong quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Mới đây Nguyễn Văn Tuấn 26 tuổi đang là kỹ sư xây dựng bất ngờ phải về quê để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Tuấn chia sẻ, bấy lâu nay mình cứ tưởng khi đã có việc làm ổn định thì được miễn hoặc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Trường hợp khác, tương tự đang làm việc tại tập đoàn Eon thành phố Hồ Chí Minh, lương cũng bất ngờ khi biết bản thân có tên trong danh sách công dân thuộc diện gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo lương có những người bạn đã là kỹ sư đang làm việc với mức lương cao cũng được gọi về quê khám sức khỏe nghĩa vụ. Trở lại câu hỏi, người trẻ đang là thạc sĩ kỹ sư có công việc ổn định với mức lương cao thì có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không? Thiếu tá Vương Thanh Phong trả lời, cần xem xét các yếu tố như có con nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ hay không, từ 18 đến 25 tuổi, nếu công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi và có thuộc diện tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ quy định của luật nghĩa vụ quân sự hay không theo thiếu tá phong nếu các kỹ sư thạc sĩ vẫn nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ và không thuộc diện tạm hoãn hay miễn gọi nhập ngũ thì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự được bố trí việc làm bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ có ý kiến thắc mắc những người có công việc ổn định nếu thực hiện nghĩa vụ quân sự thì sau khi xuất ngũ sẽ được hỗ trợ gì trong vấn đề tìm kiếm công việc mới thiếu tá phong cho biết quy định rõ và chi tiết về chế độ đào tạo học nghề giải quyết việc làm khi xuất ngũ nếu nhập ngũ khi đang làm việc tại cơ quan nhà nước tổ chức chính trị xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ trường hợp cơ quan tổ chức đó đã giải thẻ thì cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp bên cạnh đó thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành của cơ sở kinh tế đó khi xuất ngũ trở về địa phương sẽ được chính quyền ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức viên chức. Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. Người đồng tính có được tham gia nghĩa vụ quân sự hay không? Lê Văn Vũ, 23 tuổi cho rằng không rõ về luật nghĩa vụ quân sự, nên mình chẳng biết liệu người đồng tính có được tham gia nghĩa vụ quân sự hay không. Đây cũng là thắc mắc của nhiều người trẻ khác và một số phụ huynh. Và trong trường hợp nữ giới tham gia nghĩa vụ quân sự thì cần đáp ứng những điều kiện cần và đủ nào? Điều kiện để nữ giới viết đơn nhập ngũ là gì? Trả lời câu hỏi trên, Thiếu tá Võ Thành Nhân cho biết, căn cứ điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự đã quy định cụ thể các đối tượng tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự. Trong đó, người đồng tính không thuộc một trong những trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, vì trên giấy tờ của họ, người đồng tính là giới tính nam, nên nếu đủ điều kiện thì người đồng tính vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Lại có băn khoăn, nếu người đồng tính tham gia nghĩa vụ quân sự thì khi vào trong môi trường quân ngũ liệu có nhận được sự ưu ái nào không hay có được miễn giảm làm những công việc nặng. Thiếu tá nhân cho biết, tất cả hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện nghĩa vụ tại ngũ đều thực hiện các chế độ quy định theo điều lệnh, điều lệ quản lý bộ đội như nhau. Còn với thắc mắc, nữ giới có phải tham gia nghĩa vụ quân sự, thiếu tá nhân trả lời. Đối với nữ giới, nghĩa vụ quân sự tuy không bắt buộc, nhưng nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì có thể được tuyển chọn để tham gia nghĩa vụ quân sự. Về điều kiện để công dân nữ tham gia nghĩa vụ quân sự là căn cứ tại khoản 2 điều 7 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định đủ 18 tuổi trở lên. Theo đó, công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội nhân dân thì được phục vụ trong ngạch dự bị. Đồng thời quy định công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. Như vậy, công dân nữ từ đủ 18 tuổi trở lên và không nằm trong các trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Điều 13 thì có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự dưới hình thức phục vụ tại ngũ hoặc phục vụ trong ngạch dự bị. Bên cạnh đó, nhiều băn khoăn của người trẻ lẫn phụ huynh về vấn đề nghĩa vụ quân sự, trong đó có những thắc mắc như nếu có hình xăm, bị cận thị, loạn thị thì liệu có được đi nghĩa vụ quân sự? Thì Bộ Quốc phòng quy định công dân cận thị từ 1,5 độ trở lên và loạn thị thì được miễn nghĩa vụ quân sự. Dưới 1,5 độ thì nhập ngũ bình thường và khi đã đủ điều kiện nhập ngũ thì học bắn súng bình thường. Đối với những trường hợp công dân tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, tuy nhiên bị cận thị thì có được tham gia nghĩa vụ quân sự? Thiếu tá Phong giải đáp thắc mắc. Dựa vào quy định của thông tư của Bộ Quốc phòng, công dân dù có viết đơn tình nguyện nhập ngũ thì cũng phải đảm bảo yêu cầu là không cận hoặc bị cận dưới 1,5 độ mới được đi nghĩa vụ quân sự. Dù là tình nguyện hay tới tuổi đi nghĩa vụ quân sự thì cũng áp dụng quy định này. Phóng viên đặt câu hỏi, nếu trong quá trình nhập ngũ quân nhân bị cận thị thì làm thế nào và nếu chữa trị có được đơn vị hỗ trợ thanh toán hay không? thiếu tá phong trả lời nếu bị cận có nhu cầu sẽ được đưa đi điều trị tùy theo mức độ cận mà thanh toán theo bảo hiểm quân nhân nhập ngũ có bảo hiểm cho bản thân đơn vị không hỗ trợ mà đó là kinh phí của bảo hiểm y tế thanh toán